Chào các bạn, thì bữa nay tôi mới mua về một cái ghế ghế tạ đa năng. Ghế này giá niêm yết của nó là 3,8 triệu, nhưng mà tôi mua trên Shopee thì nó tặng mấy cái voucher, tính luôn cái ship là tới phòng game tôi luôn là 2,2 triệu. Ghế rất là đa năng luôn, tôi rất là thích cái ghế này. Giá nó rẻ, nó có 2,2 triệu à, mà đẹp chắc. Trọng lượng của nó là 25 kg nha các bạn. Thép nó là nó dùng thép hai ly á, này nó chịu tải trọng tới 400 kg. Ghế này có tên là ghế AC, ghế tạ đa năng AC 5007 đây. Tôi thích nhất cái ghế này là nó tập rất là nhiều động tác. Các bạn nếu mà mấy cái ghế kia thì nó không có đẩy được cái ngực dưới, nó chỉ cái này nó chỉ là xuống 180 độ thôi, còn này nó xuống tới 200, cỡ 260, 300, 300 độ á. Nữ ra nó có cái đầu dốc mình tập ngực dưới được. Dưới cái thanh chống à, nó dày. Dày đúng không? Mỗi một lỗ là một là nó cho mình chỉnh một góc á. Cái thợ góc này. Rồi đây cũng được chỉnh đó nè. Rất là đẹp các bạn. Cái chỗ ngồi cũng chỉnh được. Cái chỗ ngã lưng cũng chỉnh được, chỗ ngã lưng là nó cho mình chỉnh tới mà mười mấy cái động tác, ý là mười mấy cái mức mỗi mức là mà cái độ nghiêng nó khác nhau. Còn này cái chỗ ngồi nó cho mình chỉnh ba, thép rất là dày. Này hàng Trung Quốc, hàng Nhật của Trung Quốc mà bởi vì nó rẻ đó, trên mà này hàng của Mỹ là mấy chục triệu, mười mấy 20 triệu. Mà Mỹ hay Trung Quốc thì tôi thấy nó cũng giống giống nhau à, nó hơn nhau ít đỉnh thôi. Trung Quốc thì nó rẻ, lý do là cái nhân công nó rẻ, hai đồ nó cũng rẻ. Cái này mà nếu mà các bạn mua hàng của Mỹ hay là mấy cái nước châu Âu là không dưới 15 triệu đâu cái ghế này. Ghế rất là ưng ý luôn. Đây. Ghế này mà các bạn kết hợp với máy Smith này nè. Máy Smith nè. Đó. Để các bạn tập rất là nhiều động tác. Tập vai, tập tay, tập mông, nói chung là tập được tất cả. Tập đùi. Đây. Nhà phòng gym của tôi. Và bữa nữa tôi nhập về thêm một cái máy nữa, tôi review cho các bạn coi cái phòng gym của tôi. Máy này tôi cũng mới mua hai cái máy này. Máy này là máy ép ngực bài vai, rất là đẹp, rất là tập, rất là sướng. Máy này máy kinh điển này, máy là máy kéo xô. Rồi vậy ha các bạn ha, quay cho các bạn biết cái ghế đa năng tôi mới vừa mua nó rẻ, nó có 2,2 triệu à, tới chỗ luôn. Đây. Hãy luyện tập vì một cơ thể khỏe đẹp, sức khỏe là quá trình rèn luyện hàng ngày. Phòng Prime DTH Hà Tiên.